Chào tất cả mọi người nha. Đây là cái âm ly mà mình sẽ khả năng sẽ vệ sinh cho khách. Cho khách bảo để lâu quá nó bị bẩn, bị dơ, bị bẩn mà bám như cái này. Mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ cho mọi người xem nhé. Nhưng mà phần này cũng không cần phải vệ sinh nhé. Phần đây là mình sẽ cố gắng mình sẽ vệ sinh cái phần bẩn trước. Âm ly này, âm ly Victoria S35. Vệ sinh không biết nó còn chạy không. Nhìn thấy nó hơi bị giá man. Đây, và đây là cái công đoạn tiếp theo là công đoạn xịt bụi cho nó. Chung là nó quát rồi. Giờ mình xịt bụi vệ sinh lại. Sau khi em vệ sinh sạch sẽ thì nó đã đẹp trở lại.